Xin chào, tôi là dược sĩ Trang Nguyễn và Mai rất vui khi trở lại cùng tất cả các bạn trên chuyên mục chăm sóc sức khỏe ngày hôm nay. Các bạn hỏi Trang là tại sao nên dùng sữa tắc béo thì Trang có hai phần chính muốn gửi đến bạn nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về sữa tắc béo là gì. Thứ hai đó chính là trả lời cho tất cả các bạn câu hỏi là tại sao nên dùng sữa tắc béo. Nếu như video ngày hôm nay có ích đối với bạn thì đừng quên để lại một like cho Trang nhé. Đừng quên bấm nút đăng ký theo dõi kênh của Trang, nhớ là bật chuông thông báo để nhận được những video sớm nhất từ Trang. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu ngay sau đây với Trang nào. Sữa tươi trên thị trường thì có rất nhiều loại. Sữa tươi có đường, sữa tươi ít đường, sữa thanh trùng, sữa tiệt trùng, sữa tách béo không đường. Nói chung có rất nhiều loại sữa các bạn có thể lựa chọn cho mình. Nhưng tại sao các bạn lại muốn chọn sữa tách béo để sử dụng cho mình? Vậy sữa tách béo là gì? Sữa tách béo hay còn gọi là sữa gầy và sữa tách kem, có nghĩa là nhà sản xuất sẽ tách đi cái chất béo trong sữa đó bằng cách là quay ly tâm, và những cái chất béo đó được sử dụng lại để làm váng sữa cho các bạn sử dụng đó, hoặc là cho trẻ em sử dụng cái váng sữa đó. Nó cực kỳ giàu hàm lượng chất béo, và sữa này, sữa tách béo rồi thì nó cực kỳ giàu hàm lượng protein, nhưng nó lại ít calo và ít chất béo, cho nên có lợi cho sức khỏe. Cho nên các bạn thường chọn sữa tách béo là vì vậy. Và nhớ là sữa tách béo thì nó có lợi cho sức khỏe, đặc biệt là những người đang gặp vấn đề về tim mạch, cao huyết áp, cholesterol, tiểu đường, thậm chí là những người đang có nhu cầu giảm cân cũng như tăng khối lượng cơ bắp cho mình, thì sữa tách béo là lựa chọn cho tất cả các bạn. Phần thứ hai, tại sao nên lựa chọn sữa tách béo? Thì Trang cũng đã gợi ý mở một phần đầu rồi đó. Và bây giờ là lý do tại sao bạn nên chọn sữa tách béo đây. Tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng của các bạn như thế nào mà bạn có thể chọn loại sữa phù hợp nhất cho mình. Nếu như bạn là những người trong đối tượng giảm cân, muốn tăng khối lượng cơ, cũng như bạn đang gặp vấn đề về sức khỏe như là tim mạch, cao huyết áp, cholesterol cao hoặc là tiểu đường vân vân, thì các bạn nên chọn sữa tách béo bởi vì nó có lợi cho sức khỏe của các bạn rất nhiều. Đây là những lý do. Đầu tiên, sữa tách béo thì nó cực kỳ giàu hàm lượng protein, nhưng nó lại ít calo cũng như là ít chất béo. Thì trong một cái ly sữa bình thường thì nó chứa tới 150 calo, còn sữa tách béo thì nó có 90 calo thôi, cho nên nó phù hợp cho nhu cầu giảm cân của các bạn. Đồng thời chất béo ít thì nó sẽ giúp cho bạn kiểm soát được cái hàm lượng cholesterol trong cơ thể tốt nhất. Như vậy, đối với những người bị tim mạch hoặc là những người cholesterol cao thì sử dụng sữa tách béo cực kỳ có lợi. Và sữa tách béo là sữa không đường hàm lượng chất béo ít, có lợi cho sức khỏe, cho nên những người tiểu đường đều có thể dùng được bạn nhé. Và tiếp đến chúng ta có thể nói đến hàm lượng canxi trong sữa tách béo. Nếu như cái hàm lượng canxi trong sữa nó chiếm từ 25 đến 35% nhu cầu canxi trong một ngày của chúng ta khi bổ sung đó, thì sữa tách béo cái hàm lượng canxi cao gấp đôi so với sữa bình thường khác. Mà canxi lại cần thiết cho hệ xương, răng cũng như là bảo vệ sức khỏe và ổn định cái huyết áp trong cơ thể của chúng ta, đồng thời kiểm soát luôn cái nhịp tim của các bạn nữa. Cực kỳ có lợi đúng không ạ? Sữa tách béo khi bổ sung vào cơ thể nó sẽ giúp cho cơ thể của các bạn tăng cường trao đổi chất hơn, cũng như tốt cho hệ thống tiêu hóa của các bạn nữa nè. Bổ sung năng lượng cũng như là tốt cho sức khỏe thì sữa tách béo là lựa chọn đầu tiên và hàng đầu cho tất cả các bạn khi muốn sử dụng. Như vậy, Trang đã giúp cho bạn hiểu tại sao sữa tách béo lại có lợi cho sức khỏe rồi nhé. Và tùy thuộc vào mục đích mà các bạn có thể lựa chọn loại sữa phù hợp nhất cho mình thôi, chứ không phải nhất thiết lúc nào cũng chọn sữa tách béo đâu. Nếu như các bạn thấy video ngày hôm nay có ích cho bạn thì đừng quên để lại một like cho Trang nhé. Đừng quên bấm nút đăng ký theo dõi kênh của Trang, nhớ là bật chuông thông báo để nhận được những video sớm nhất từ Trang. Địa chỉ website chính thức của Trang, bạn lên Google tìm kiếm nguyenthithytrang.com hoặc là dược sĩ Trang Nguyễn hoặc là dược sĩ Thùy Trang. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.